đó là fan của cô Hành Thanh Tâm. Chắc vậy. Wow. Lâu mộ luôn nha. Lần đầu tiên mình thấy có một cái fan mà chăm sóc cho mộ của chú Năm Hùng đúng không anh? Rất là cảm động luôn, mấy chị đang lao rất là nhiệt tình đó. Chắc là mấy chị hay cho cô Hoành Thanh Tâm thôi, cô đến đây cô viếng thì đi rất là vội nha. Ngày hôm qua là em có ghi hình được cô đến đây đó. Là chị là người thấy cô đến đây đó hả? Dạ, hôm qua là mấy tụi em đi sớm á. Em rất là đông. Tại vì biết thế mà. Tại vì biết chị trước là lúc đó chị alo là bị giật ngay luôn rồi. Mà cô đến đây rất là nhanh, chừng mười mấy phút là cô đã đi rồi. Em tới bên không? Dạ. Tụi em ở gần nhau luôn á, ở sát bên mà thiệt. Vậy đó hả? Ở gần lắm hả? Ở đâu? Ngay chỗ nào chị? Dạ nên em thấy ủa hai chị này sao cứ ôm bông của cô Hoành Thanh Tâm, chắc là fan quá. Em thấy ôm ở bên đó rồi dời qua đây dọn, em nói chắc là fan của cô Hoành Thanh Tâm. Dạ. Hôm qua em còn không, nói chung là vậy nè, hôm qua em còn không tin vào mắt mình mà. Đâu có nghĩ là được gặp cô trực tiếp ở ngoài đâu. Hôm qua hình như chắc cô đi với con trai nữa đó. Dạ, tại thấy có cái anh còn trẻ mà cũng mập lắm. Rồi hai người mới vào đó để chụp á. Ồ, đây là fan của cô Hoành Thanh Tâm nha cả nhà. Đó, thì hai chị cũng có chia sẻ là xét nhà, xét ở ngoài đây nè. Thì nếu mà hai chị mà biết em có số điện thoại của em trước thì hai chị đã vào đây để như là em sẽ gọi để hai chị vào, nhưng mà thực chất khi mà cô đến rất là bất ngờ và chỉ trong vòng là chừng mười mấy phút là cô đã đi rồi cả nhà ơi. Nên là cái việc mà nhiều khi anh em YouTube mà cũng có vài người để chia sẻ chứ không có được chia sẻ hết được. Tại vì lúc đó là anh em ngày thường thì những ai mà đi sớm thì mới thấy được cô. Và lúc đó là cũng có 5-6 anh em ở đây đó. Thì lúc đó có anh Diệp Sông Niêu nè, anh Duy Minh là đến sau, chỉ quay được đoạn sau thôi. Và cô chị Nhi và vợ chồng Lâm Bếp đó, chỉ có được như đó thôi cả nhà. Ngoài ra thì chưa có anh em nào đến cả, nên là cái việc ghi hình là chỉ có mấy anh em đây thôi đó. Hai chị gái thì bây giờ cũng ôm cái bó hoa và chụp ảnh tại chú Năm Hùng, rất là đáng yêu luôn cả nhà. Dạ cô, mà mình phải đi qua bên này nha cô, tại cái này là mặt sau. Dạ. Đó thì rất là ồn luôn nha cả nhà, nên là Tiên phải nói thật là lớn luôn để cho cả nhà được nghe rõ nha. Thì cả nhà cố gắng xem giúp Tiên nha. 4 giờ thì không phát nữa thì Tiên lúc đó sẽ lập tức ghi clip cho cả nhà xem, thì lúc đó thì nó sẽ được rõ ràng hơn ha, nhìn yên tĩnh hơn đó. Hai chị bây giờ đang chụp ảnh này cả nhà. Fan ruột của cô Hoành Thanh Tâm nha. Ồ, fan này mấy chị chắc cũng còn trẻ đó cả nhà.
trả lương rồi. Rất là quý mến hai chị. Thì cả nhà ơi, yêu mến kênh là like cho Tiên cũng như là đăng ký để Tiên ra những cái video mới nha. Thì bây giờ trời đang ở mộ của cậu là rất là mát nha cả nhà, không có nắng nha, đây rất là mát. Mong liên bằng với bằng rằng đó thì buổi chiều ở mộ cậu đó, bây giờ thì mới tầm 3 giờ, không biết mấy giờ nữa để Tiên coi ra. Đang chờ mở nguồn cả nhà, không biết sao hết pin rồi hay sao hết. Thì mấy chị cũng qua đây để hấp cho cậu năm một nén hương, cũng vừa chăm sóc mộ của chú Nam Hùng xong. Thì bây giờ là hai chị qua đây để wow, chị lại luôn nè cả nhà, rất là hành kính luôn nha. Rồi bây giờ là mới có vừa giờ cả nhà ơi. Đó 3:22 nha. Đó Tiên ghi hình là lúc 3:22 ngày 17/6/2023 nha. Thì Tiên cũng sẽ cập nhật clip liên tục để cho cả nhà xem. Đó thì mấy cô đang ở đây cả nhà. Đây là để cho tiện việc theo dõi hàng ngày cập nhật mới từ mộ của cậu Nam. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để khi mà Tiên ra những cái video mới thì cả nhà sẽ nhận được cái thông báo nha. Đó thì đang cũng có nhiều cô chú đến đây để viếng nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Tiên xin kết thúc cái video. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha. Đường đường